Xin chào những anh em mê loa và mê đàn trên kênh YouTube của Phương Phạm. Hôm nay thì là tại biệt thự Audio ngõ 21 Quan Nhân thì anh em guitar lại gặp nhau thì xin giới thiệu là đây là anh Bình An, mọi người biết anh người Sài Gòn và là một guitarist mà rất nổi tiếng ở trong những cái phòng trà như là Trịnh Ca hay là những cái chỗ anh chơi là chỗ nào nhỉ? Trịnh Xưa, Trịnh Ca. Thì anh Bình chơi hay lắm, anh Bình có cái ngón đàn đúng theo kiểu anh hai Sài Gòn ấy, rất giang hồ, rất là phóng túng. Đấy. Và một người đại diện cho cái gọi là cái nền guitar cổ điển của Việt Nam đó chính là nghệ sĩ guitar Vũ Đức Hiển đấy. Vũ Đức Hiển thì ít tuổi hơn Phương nhiều, nhưng mà Phương rất là nể trọng vì là ở cái đam mê guitar và tay đàn cổ điển có thể nói là đến bây giờ là vẫn như là nhất nhì ở Việt Nam này đấy. Tức là cho đến giờ phút này thì rất nhiều những cái người mà nhất thì lại là không chơi guitar nữa, bây giờ Nhân Hiển thì là vẫn giữ được cái ngọn lửa đam mê và đã thổi được cho rất nhiều những cái lứa tuổi ở Việt Nam, ở Hà Nội này đấy. Và Hiển là người mà có một cái uy tín đối với cái nền guitar ở Việt Nam cũng như là ở quốc tế, vì chính Hiển đã đứng ra là tổ chức rất nhiều cái festival guitar quốc tế tại Việt Nam. Đây là một điều rất là khó nhá. Đấy. Và chính là Hiển đã làm cái điều đấy. Đấy. Và đây là nghệ nhân guitar Hải Hoàng mà mọi người đã biết trên cái clip guitar của Phương ấy. Phương đã giới thiệu hai cây guitar của Hải Hoàng làm ra mà do Phương đang sở hữu rất hay, Phương đã dùng thu âm. Và bây giờ là xin nhường lời cho nghệ sĩ Đức Hiển. Xin chào các khán giả của kênh Phương Phạm. Anh Phương Phạm với Hiển thì thân với nhau hơn 20 năm nay rồi, từ cái thời mà anh ấy còn rất là trẻ và còn đam mê chụp ảnh cơ. Thì thỉnh thoảng anh Phương hay qua cái showroom của mình hoặc là mình qua chơi và thưởng thức những cái bộ âm thanh phải nói là số 1 của anh Phương Phạm. Mình thì không hiểu nhiều về âm thanh nhưng mà thực sự là nghe cái tiếng âm thanh mà anh Phương phân tích về loa nó rất là tuyệt vời, và từ đấy mình cũng học hỏi được thêm rất là nhiều trong cái việc mà để nghe cây đàn guitar của mình. Còn ngày hôm nay cái mục đích chính ấy là đến đây cùng với cả anh Bình An cũng là một người rất là thân với Hiển, cũng như là bạn Hoàng Hải. Thì Hải Hoàng là một cái nghệ nhân trẻ nhưng mà có cái trình độ làm đàn có thể nói là đạt tầm quốc tế, vì là bạn ấy nghiên cứu và học rất là bài bản. Thì những cái cây đàn thủ công của bạn ấy càng ngày càng hay. Và hôm nay thì Hiển và các bạn ở đây để giới thiệu về một cây đàn của bà nghệ nhân Hoàng Hải. Bây giờ nhá, thì Hoàng Hải muốn nói gì không nào? Dạ thôi chắc xin gửi lời chào tới các anh chị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của anh Phương Phạm. Thì hôm nay cũng rất là vui khi có dịp đến Hà Nội và được ghé qua cái biệt thự Audio của anh Phương ở đây, thì được thấy không gian mới rất là đẹp, rộng rãi và yên tĩnh. Và ở trong đây thì được nghe những cái dàn âm thanh rất là hay của anh Phương. Thì và cũng rất là vui khi được anh Phương và anh Hiển cũng như anh Bình An đây trao đổi và góp ý về những cái kiến thức, về cái kinh nghiệm của các anh khi để mà chọn được một cái đàn hay, và như thế nào là một cái đàn hay để có thể tiếp tục phát triển về sau này nữa. Thì vừa rồi thì là rất tình cờ là Phương có qua cái showroom guitar của Vũ Đức Hiển để thỉnh thoảng là sang đấy để chiêm ngưỡng những cái cây đàn mà có 102 hiếm và đắt. Thế thì là bên Vũ Hiển giờ đang có những cái đàn mà tiền tỷ đấy. Ví dụ là mọi người nghĩ đàn guitar mà hàng tỷ đồng thì là một sự rất là vô lý, nhưng thực tế thì là rất có lý. Ở Việt Nam nhiều người đã sở hữu những cây đàn đắt hơn 1 tỷ đồng. Thì đây chính là Vũ Hiển, là người có thể nói là đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đến hiện giờ là đã mang những cây đàn guitar là trên 1 tỷ đồng về Việt Nam. Ví dụ như vừa rồi là em mang những cây gì về nhỉ? Hiện tại thì em trước thì em đem cây Daniel Verrick 2 cây. Một cây, 2 cây Fletta. Fletta thì cũng rất là gớm của Tây Ban Nha. Gần đây thì là một cây, hiện tại đang sở hữu một cây Romanilot và một cây Tacchi. Đấy là những cái mức giá đàn của trên 1 tỷ đồng đúng không? Đã, vâng, hầu hết là thế. Vâng. Đấy thì mọi người hãy hình dung là guitar mà hay nó không đơn giản đâu.
Và bản thân như những cái bản thu âm mà Phương Phạm đã chơi trên kênh YouTube cũng như mà những cái bản thu âm mà vừa rồi ra băng ra đĩa ấy, thì Phương cũng phải hoàn toàn là phải phụ thuộc rất nhiều vào cái âm thanh của những cái đàn guitar nó mang lại. Cái đàn mà nó có âm thanh hoàn hảo ấy, thì nó mới mang được cái bản thu âm, nó cảm xúc và nó nét. Còn nếu như cái đàn mà âm thanh nó không hay ấy, thì nó sẽ cho ra những cái bản thu âm rất là tạp âm. Thì hôm nay thì là Phương được biết là nghệ nhân Hoàng Hải nó vừa mới hoàn thiện được một cây guitar có âm thanh rất là hay, thì Phương bảo thôi về biệt thự audio của Phương đây, và cùng với Phương Phạm, cùng với anh Hiển, cùng với anh Bình An, để anh em mà được thưởng thức cái cây cái đàn. Em mang cây đàn cho anh xem tiếp nhỉ. Đây là một cái cây đàn mà có thể nói là danh bất hư truyền nè. Anh chưa được sờ đâu. Em mở ra đi. Hồi hộp quá nhỉ. Úi giời, mở ra rồi. À, vẫn còn một lớp nữa. Một lớp nữa. Đây bây giờ thì bởi vì là Phương đặt cái máy quay ở góc kia cũng không thể xoay cận cảnh, nhưng mà thôi thì tí sẽ vào nhà trong thì Phương sẽ chi tiết về cái cây đàn này, về đầu tiên là review về cái hình thức đó, và sau đó là review về cái âm thanh của nó. Ui, vàng thế. Vàng. Và một điều đặc biệt trong cái clip hôm nay ấy, là Phương sẽ không sử dụng những chiếc micro đắt tiền, không sử dụng cái hệ thống audio thu âm chuyên biệt của Phương để thu âm, bởi như vậy là sẽ mất công bằng, vì là có thể nói cái hệ thống audio mà thu âm mà Phương Phạm mà đã thu âm thì cây đàn không hay nó cũng sẽ trở thành hay. Thì hôm nay Phương sẽ sử dụng một cái chiếc micro được cài sẵn ở trên máy ảnh nhá. Nó giống như chiếc micro này nhưng mà cái loại cài máy ảnh để chơi. Đấy, thì bây giờ xin mọi người vào trong để Phương review về cái đàn nhé. Bây giờ trên tay Phương đang cầm cây đàn guitar của nghệ nhân trẻ ở Đà Lạt, Hoàng Hải nhá. Thế thì mọi người xem review kỹ này. Đấy, mọi người nhìn đây. Có thể nói là một cây đàn cực kỳ đẹp ấy. Mọi người để ý những cái chi tiết. Đấy, cái lỗ thông hơi của đàn này. Cái đường viền đây làm thủ công hết đấy nhá. Đấy, từng cái viên gỗ nhỏ được mài rũa và kết cấu thành cái vật trang trí như thế này này. Rồi cái đường diềm mọi người để ý nhá. Sắc sảo chưa? Bóng nhoáng. Phím này, bộ phím cũng lại hảo hạng luôn. Đấy. Đây mặt trước thì mọi người xem mặt sau này. Gỗ này, mọi người nhìn cái vân gỗ nó oách chưa, đã chưa. Đấy. Rất cầu kỳ, được chia làm 4 miếng nhỏ và gắn kết lại với nhau. Và mọi người để ý cái ót đàn đây này. Đấy. Rất tinh xảo. Đấy. Cần là cần chữ U nhá. À, cần là chữ C. Đấy. Cần chữ C cho cảm giác là nó trơn mượt hơn và nhìn về thẩm mỹ thích hơn là cần đàn chữ U. Chữ U thì nó hơi cục mịch. Và đầu đàn. Đấy. Đầu đàn nhọn như là đại đao của Quan Vân Trường luôn. Đấy. Rất đẹp. Khóa xịn. Đấy. Thì đây là đánh giá một cái vẻ bên ngoài về cây đàn cầm là đậm đà chắc chắn. Đấy. Bây giờ Phương thử cái chất âm của nó ở cân bằng 6 giây. Rất cân bằng. Thế tay thứ 5 này nó cũng rất là ngân nga, mềm. Đấy, thế tay thứ 7. Có thể nói cây này là âm thanh là rất cân bằng. Và ở tất cả các nốt đàn, Phương đã thử rồi. Các nốt đàn đều hay. Đấy, vất vang. Và bây giờ mọi người nên biết là cái micro Phương gắn ở trên cái máy quay là Phương gắn cái micro bán sẵn nha, rất rẻ tiền, để Phương muốn là nó công bằng. Đấy, nó giống như nó chỉ hơn cái quay điện thoại một chút thôi, chứ Phương không sử dụng hai cái micro đắt tiền bày đặt ở đây để nó mọi người xem cái clip mà được công bằng, tức là mọi người được nghe cái chất âm thật của cái đàn này giống như là được quay bằng điện thoại, chứ không phải là cây đàn này được qua những cái micro đắt tiền như là Shop này hoặc là Neumann rồi qua lại kích âm lên nữa. Đấy. Là màu nó thì nó lại không còn thật nữa. Đấy. Nhiều người bảo tại sao cứ mua cây đàn về các ông review hay thế, sau đó thì mua về âm thanh lại không như vậy, bởi vì là nó đã được xoa nhây ở trong phòng thu âm rồi.
Còn đây là có sao đánh luôn vậy. Mọi người thấy Ngân này. Đấy. Và bây giờ xin mời một nghệ sĩ guitar, đó là Vũ Đức Hiển, sẽ chơi thử cái bản này với những cái bản mà do nghệ sĩ tự là chuyển soạn cho guitar. Cái đàn này đúng như anh Phương nói là rất là chắc chắn. Và cái tức là những cái chi tiết nhỏ ấy rất là chỉnh chu. Thực ra thì Hiển thì biết bạn Hoàng rất là lâu rồi. Và càng về sau này thì cái khả năng về gọi là về thủ công ấy của bạn ấy càng hoàn thiện. Và đến những cái cây đàn gần đây, 5-7 cây gần đây thì về ngoại hình thì gần như là không thể chê được. Rất là chỉnh chu. Các bạn thấy cái âm đuôi của nó ấy, gọi là cái bội âm. Mình hay dùng cái từ gọi là bội âm hoặc là cái cộng âm. Đấy thì bạn thấy là nó ngân rất là dài và tiếng sáng. Chép này, âm nó rất là gọn. Và thường là những cái đàn âm gọn ấy thì nó là một cái kiểu âm gọi là rất là truyền thống. Nếu mà mọi người mà trải nghiệm nhiều thì sẽ biết là đối với những cây đàn hiện đại double top hay là latit thì âm nó mạnh, đầy và tấn công rất là nhanh. Nhưng những cái cây đàn đàn truyền thống ấy thì nó lại có một cái điểm mạnh mà đàn hiện đại không có, đó là âm nó rất là chắc, âm nó siết và chắc. Có thể là cái âm lượng của những cái đàn hiện đại nó sẽ mạnh mẽ hơn. Khi mà chơi ở những cái khán phòng lớn, không cần mic thì nó có thể đáp ứng được. Nhưng mà cái độ tâm tình thì sẽ rất là khó để lại được với những cây đàn kiểu truyền thống. Thì như Hải Hoàng thì là theo đuổi cái lối làm đàn theo kiểu Fletta hay là Daniel Verrick, tức là kiểu làm âm truyền thống. Thì tôi cũng thích những cái cây đàn kiểu tiếng truyền thống như này, nó nghe nó rất là tâm tình. Nốt âm nó rất là gọn. Còn cái giải trầm này, đấy thì cảm giác nó rất là dày, giải trầm nắm rất khó. Âm nó xuống sâu và gọi là cái giải tần anh em Phương nhỉ? Giải tần nó rộng. Đúng rồi. Đấy, cảm giác nó khi mà chơi thì nó có một cái độ bao phủ và nó làm cho cái người chơi nó cuốn lên được. Đây ví dụ cái đoạn như này. Đấy, ví dụ Đô Rê Mi nhá. Khi cái giải trầm nó ngân lên này là cái người chơi đã cảm thấy hút vào đấy để mà đi tiếp câu sau. Đấy, nó phải đầy cái tiếng trầm mà nó không đầy thì không bao phủ và nó không sâu xuống, không đã thì sẽ làm cho cái người chơi bị hững hụt và rất là khó để mà hòa mình vào âm nhạc được. Đấy thì thứ hai là cái đàn của Hải Hoàng ấy, một cái ưu điểm là luôn luôn làm cái action rất là thấp nhưng lại không bị rè. Đấy thì sẽ rất là tốt cho những người mà thích kiểu bấm nhẹ mà không cần dùng lực. Đấy, như tôi thì tôi chỉ thích những cái cây đàn mà action thấp thấp thôi. Đấy, như cái cây này action chỉ khoảng 3.4 thôi. Đấy, đáp ứng rất là đủ. Phía của anh đây là nghe là âm thanh nó rất là đầy đặn, ngọt ngào. Tiếng rất là ngọt. Ưu điểm của đàn Hải Hoàng ấy là tức là cách đây 4 năm thì là tôi chơi những cái cây đàn đầu tiên.
thì cái thời điểm đấy thì thực sự là đàn Hải Hoàng chưa phải là tốt lắm, nhất là về cái độ cân bằng ấy, nó không như bây giờ. Về 4 năm trước thì những cái cây tầm cây 7, cây 8 ấy, nhưng mà tôi đã có một cái nhận xét là đàn của Hải Hoàng cây nào cũng thế, nó có một cái điểm là rất là tình cảm, tức là nó làm cho người chơi là cảm thấy kiểu cái người mình nó cuốn theo nhạc ngay được. Đấy, những cái nốt đấy là nó làm cho người chơi cảm thấy thư thái và cảm thấy cái nó có cái dòng chảy trong người. Có những cái đàn của những nghệ nhân thậm chí là rất nổi tiếng trên thế giới mà tôi cũng đang sở hữu là khác, thì âm thanh nó chiều lòng mọi người, nó rất là vang vọng, vang xa và ngân nga. Nhưng về cái độ mà cuốn hút ấy thì không phải cây nào cũng có. Cái sự cuốn hút và cái tình cảm là rất là khó, không phải dễ để mà làm được. Đấy, thì như Hải Hoàng thì với một cái cây đàn như này, như là bạn ấy nói thì là bạn ấy có hỏi tôi là thực sự là làm cái cây này thì cũng không biết là bao nhiêu tiền, vì là cái lưng này là một cái loại gỗ mà bạn ấy là người mà tự tìm ra ở Việt Nam. Đấy, bạn ấy gọi là một cái nét chấm phá đấy, bạn ấy thử nghiệm nhưng mà lại ra một cái cây đàn rất là hay. Đấy, cái gỗ này gỗ gì em nhỉ? Gỗ hương. Gỗ hương. Gỗ hương mà nó cũng bận lạ. Thì bạn ấy hỏi tôi là cái cây này bây giờ nếu mà định giá thì anh định giá là khoảng bao nhiêu, thì tôi có nói là nó khoảng tầm khoảng 1.700 cho đến 2.000 đô. Đấy là tùy theo. Đấy, tất nhiên là cái vật liệu nó, bởi vì là nếu mà đây mà là gỗ Brazil thì cái cây này nó phải 70-80 rồi hoặc là 100 rồi. Đấy, nó tùy gỗ. Còn gỗ hương thì em nghĩ là nó cũng không phải là quá là hiếm, kiểu như thế. Có hiếm không hả em? Gỗ hương thì không hiếm nhưng mà đấy. Nhưng mà cái âm thanh của cây đàn ấy, thì các bạn hình dung là một cây đàn mà ví dụ gỗ cẩm ấn nhá, thì không quý bằng gỗ Brazil, nhưng mà ví dụ cái cây cẩm ấn mà nó hay hơn ấy, mà cây Brazil âm có thể kém hơn một chút nhưng mà cây Brazil vẫn sẽ đắt hơn vì cái gỗ nó hiếm, gỗ kiểu như thế. Anh vẫn đánh giá là âm thanh gỗ gì cứ phải âm thanh phải hay, nhưng phải nói cái sự sáng tạo trên cái gỗ Việt Nam mà hay thế này tuyệt vời. Còn đương nhiên cái mặt tốt thì là xịn rồi nhá. Nhưng mà theo anh thì cây này anh Vương đánh giá thì nó cây này là xứng đáng 2.000 đô. 2.000 đô là hoàn toàn xứng đáng. Nếu mà mua đàn ngoại thì 2.000 đô không thể mua được cái âm thanh này, không bao giờ có. Đúng rồi, đánh nó phải hay tương đương những cái đàn 60-70 triệu của nước ngoài. Đấy, thực sự là để nói về các cái nghệ nhân ở Việt Nam thì ví dụ tôi rất là nể những cái thế hệ ngày xưa như là chú Giang Văn Thân, chú Lê Thiên Ân. Thì thế hệ mới bây giờ ấy là em ấn tượng nhất là Hải Hoàng đấy. Đúng rồi. Ngoài ra thì tất nhiên là cũng có những cái nghệ nhân tài năng trẻ khác, nhưng mà Hải Hoàng là một trong những cái người mà gọi là trung thành, gọi là tôi có thể dùng một cái từ là trung thành với cái lối làm đàn mà gọi là không chiều ý mọi người. Tức là anh ấy đi theo một cái lối gọi là làm đàn theo kiểu truyền thống. Vì là anh ấy quá yêu cái tiếng đàn Fletta và tiếng đàn Daniel Ferric hay là Romain Lod. Vì đợt này là cây này ảnh hưởng Fletta khá nhiều. Fletta nhiều. Anh nghe nó ra cái giọng. Đấy. Bây giờ là Hải Hoàng vào chơi một bài nhỉ, Romang nhỉ. Thế là mọi người nghe thử. Bây giờ Hải Hoàng vào đi để. Thế bây giờ Hải Hoàng nói vài câu về cái đàn nhỉ, cái nghề nghiệp của em nhỉ. Thì nói về cái đàn này trước rồi nhỉ. Ừ, nói cái đàn đấy. Ừ, cái đàn này thì nó là một cái đàn đặc biệt của năm 2023. Nhưng mà vì nhiều cái thời gian và cái công đoạn làm đàn nó bị kéo dài ấy, cho nên là mãi tới tháng 2 năm 2024 thì nó mới được hoàn thiện. Nhưng mọi năm thì đến khoảng tháng 11 là đã làm xong những cái đàn special rồi. Thì những cái đàn special này là mỗi năm chỉ là một cây, chỉ có duy nhất một cây một năm. Và những các cây theo các năm á, thì nó sẽ không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau luôn. Tại vì mình cũng cái cây special đặc biệt của năm này mình sẽ coi nó giống như là một bài test, một bài tổng kết lại những cái kiến thức mà được góp nhặt lại qua các cái đàn làm trong năm để mình quy tụ lại về một cái giống như là một cái bài kiểm tra về tốt nghiệp của năm nay vậy đó. Thì ở cái đàn đặc biệt của năm nay thì mình sử dụng một cái loại gỗ là gỗ hương của Việt Nam mình, nó không giống như những cây khác. Và như như cái bộ gỗ này chẳng hạn đi, thì gỗ hương thì rất là nhiều, nhưng mà chính vì mình có cái ý định để làm một cái đàn gỗ Việt Nam là thì cái sự đặc biệt của cái bộ gỗ này, cái
cái bộ gỗ này nó rất là già rồi. Lần đầu tiên mình thấy cái gỗ mà nó có những cái gọi là flam vân ngang ấy, kiểu nó bị chun sụi là phần gốc, nó rất là già, rất là đanh. Và đặc biệt một điều tiên quyết hơn nữa là mua lại được từ của một cái chú thợ mộc, chú rất là nhiều tuổi rồi, để rất là lâu. Thế là mình hoàn toàn yên tâm về cái sự già và cái không lo về cái nứt gỗ. Thế là quyết định sẽ làm một cái đàn special đây. Còn mặt ở cái mặt đàn này thì mình sử dụng cái gỗ Angel Man Spruce, mặt trắng đấy. Và như anh Hiển lúc nãy có lời nói thì tất cả các đàn của mình đều được làm bằng cái hệ nan truyền thống theo các cái bậc thầy vĩ đại đời trước, là như Torres hoặc là Fleta hay Daniel hoặc Romanilos gần đây. Giờ em chơi thử một đoạn này, Romang nhỉ? Làm tí Romang nhỉ? Một đoạn thôi. Bài khác được. Bài gì khác gì cũng được, đánh bài gì cũng được. Người nghệ nhân đánh đàn nó mới khó chứ còn bọn anh thì là... Bài thôi đánh một đoạn Romang để anh đọc một cái đoạn thơ mà trong cái bài của Kim Anh ngày xưa nhỉ. Từ rồi mà nhé. Đánh hai đoạn đánh đi. Buổi chiều và cơn mưa lớn đã rơi nhanh trên thành phố. Em ngồi đây từ bao nhiêu ngày rồi, một mình trong căn gác nhỏ. Biết ngoài kia gió mưa rất lạnh và lá vàng chắc đã rơi đầy trên con đường chúng mình đi qua. Nước mắt em lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngoài song cửa. Chúng ta đã đi qua một đoạn đời và anh sẽ chẳng bao giờ còn có thể trở lại nơi này. Ngày đã lên, đêm đã xuống, giông tố đã qua đây và lá vàng đã che phủ dấu chân anh như một ngày anh yêu em, một ngày em có anh. Tình yêu đó là thiên thu. Thôi thế là rất giỏi rồi, để anh làm một đoạn kết. Thế thì là vừa rồi thì là Hải đã chút cái bầu tâm sự của mình về cây guitar, và em cũng đã mạnh dạn để chơi với sự là động viên của anh Phương. Nói thế thôi chứ còn là để chơi đàn trước đông người là rất khó, phải luyện nhiều, bị chửi nhiều thì mới chơi được đàn, chứ còn là khó chỗ đấy. Thế thì là Phương xin kết luận ở đây. Và Phương phải nói là một cái đàn rất hay, và với một mức giá hợp lý và hình thức đẹp, nội dung đẹp, thì là đây là một cái nghệ sĩ, một nghệ sĩ về làm đàn nhé. Có thể nói như thế. Em đang rất còn trẻ và sẽ còn có những bước tiến dài. Và những cái cây đàn này như bản thân Phương Phạm này, bản thân nghệ sĩ guitar Vũ Đức Hiển này, và cả có anh Bình An ở đây, đều là rất thích. Anh Bình An cũng muốn chơi một đoạn không? Thôi. Anh Bình An ngại. Thế thì là cái clip cũng đã khá dài, thì là mọi người hãy ủng hộ Hoàng Hải nhé. Thì Phương xin kết luận bằng một cái đoạn ngẫu hứng thôi. Thank you.
âm thanh rất là năng động, và xin kính chúc quý anh em mê loa và mê đàn guitar trên kênh YouTube của Phương Phạm một buổi tối vui vẻ, và xin cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Hẹn gặp lại.